sẽ làm một cái clip về cái lá cao su nha các bạn nhé. Đây mình có một cái thân lá cao su này bằng gỗ này, và hôm nay mình sẽ dùng cái găng tay này, cắt cái găng tay này ra để làm thành cái dây cao su để mình chơi lá nha các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ cắt cái găng tay cao su này ra thành một đôi dây để bắt vào cái thân lá này để mình chơi nha các bạn nhé. Mình sẽ cắt cái trên này ra, cái đầu trên này tròn tròn này. Bạn này, bây giờ mình sẽ dùng cái lá cao su này mình test nhé. Và hôm nay mình sẽ bắn bằng cái bi sau xe đạp này.
Đây, bit sau xe đạp này. 6.35. Và dây ná bằng cái găng tay cao su ấy. Và mình sẽ test cái chai. Để cái chai sang đầu bên kia nhé. Đấy. Cự ly này sẽ rơi vào tầm khoảng 20 mét nha các bác nhé. Bây giờ mình sẽ bỏ đạn nhé. Bỏ đạn ở đây nhé. Đây. Xịt rồi các bác ạ. Chúng ta các bạn.